Vì muốn làm cho mũi tên trong hư không, không rơi xuống đất, lại đem tên sau bắn nối đuôi tên trước. Bắn như vậy lần lượt trải qua thời gian khá lâu, mỗi mũi tên nối đuôi nhau không để cho rơi xuống đất. Nếu muốn làm cho mũi tên rơi thì dừng mũi tên sau, khi ấy các mũi tên mới rơi xuống nhanh. Nên biết Bồ Tát cũng như vậy, thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, hộ trì phương tiện thiện xảo thù thắng, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Vì thực hành căn lành chưa được thành thục nên không bao giờ giữa đường chứng thật tế. Nếu khi đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà, vì thực hành căn lành tất cả thành thục, khi ấy Bồ Tát mới chứng thật tế, liền đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Vì vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát nào thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, hộ trì phương tiện thiện xảo thù thắng, đều nên đối với pháp tánh sâu xa này quan sát thật đúng đắn rõ ràng. Nếu các pháp Phật chưa thật viên mãn thì không nên tác chứng. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát thật vô cùng hy hữu, có thể làm những việc khó làm. Nghĩa là tuy hành không nhưng không trụ không, tuy hiện nhập không định nhưng không chứng thật tế. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Vì các Bồ Tát này thề chẳng rời bỏ các loài hữu tình, nghĩa là họ đã phát nguyện thủ thắng vi diệu như vậy. Nếu các hữu tình chưa được giải thoát, ta không bao giờ xả bỏ sự gia hạnh căn lành.